Hello, mình là Ngọc Khánh đây. Hôm nay chúng ta cùng chơi thử thách nấu ăn nhá. Mình có 3 bích, mình chọn trước. Mình chọn số 4 bởi vì nó có hoa ấy, xem món gì nào. Eo ơi, bánh ngọt, ok luôn. Những thử thách trên bảng đều là mình viết theo yêu cầu trong comment của mọi người. Nên là những cái món này mình sẽ làm thật là đơn giản nhá. Hôm nay mình làm muffin táo sữa chua. Bởi vì sao lại là muffin? Tiết lộ cho mọi người nhá, hồi xưa nick Tinder của mình là muffin đấy. Ok, topping của món này anh em cho gì cũng được. Có thể là bí đỏ, này, lê, các thứ. Nói chung là nhà có gì cho đấy. Nhưng mà phải có các loại hạt hoặc là sô-cô-la chip vào ăn nó ngon ngon hơn ý. Nguyên liệu cũng đơn giản lắm, mọi người không có cái gì thì thôi, không phải cho vào cũng được. Nhưng mà nhớ là hỗn hợp khô trộn riêng và hỗn hợp ướt trộn riêng, sau đó mới trộn vào với nhau nha. Đấy, xong rồi mọi người cho vào cái khuôn giấy như mình, hoặc là cho vào những cái bát nhỏ nhỏ cũng được. Đừng quên làm nóng nồi chiên hoặc là lò trước khi nướng tầm 10 phút nha. Những chiếc muffin táo dễ thương của chúng ta đã ra lò rồi này. Nó thơm lừng luôn, ăn nó mềm mà ăn cắn vào cái táo nó ngọt ngọt mọng nước ấy. Mình cho sữa chua vào nên là cái bánh nó mềm ẩm lắm. Các em bé mình nghĩ cũng sẽ thích cái, nói gì là bọn mình đúng không? Một lưu ý là anh em cắt cái miếng táo nhỏ thôi thì nó sẽ không bị rơi ra như mình đâu. Một chiếc muffin này sẽ rơi vào tầm 75 calo mà ngon ấy, đỡ thèm ngọt hẳn. À anh em, tiếp tục challenge của mình đi. Mọi người chọn số mấy, mình sẽ chọn cái comment nào nhiều like nhất nha.